Kính thưa quý cha, quý tu sĩ, quý ông bà, cô bác, anh chị em cùng toàn thể quý vị. Trong thời gian qua, gia đình chúng con đã trải qua nỗi đau buồn lớn lao vì sự ra đi của ba chúng con. Trong khoảnh khắc đau buồn và tang tóc này, chúng con đã nhận được sự yêu thương, chia sẻ và ủng hộ từ quý cha, quý tu sĩ, quý ông bà, cô bác, anh chị em và các bạn hữu. Chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý cha, quý tu sĩ đã tận tình cầu nguyện, cử hành thánh lễ an táng cho ba chúng con. Chúng con xin cảm ơn ông Chủ tịch Ban Chấp hành Cộng đoàn Trái tim vô nhiễm Đức Mẹ, ca đoàn viện xứ, các em giúp lễ, các ban ngành hội đoàn của Cộng đoàn Trái tim vô nhiễm Đức Mẹ, tất cả các bạn bè, thân hữu, láng giềng, tất cả những người đã gửi những vòng hoa, những lời chia buồn đến viếng, dự lễ và những lời cầu nguyện chân thành từ tất cả mọi người đã đến tiễn đưa ba của chúng con. Sự hiện diện và an ủi của quý vị đã mang lại niềm an ủi lớn lao của gia đình chúng con trong thời khắc khó khăn này. Chúng con vô cùng biết ơn và sự quan tâm, tình cảm của quý vị đã dành cho ba chúng con, cho gia đình chúng con. Trong lúc tan gia bối rối, nếu có điều chi sơ sót, kính mong quý vị niệm tình tha thứ. Một lần nữa, chúng con xin chân thành cảm tạ và kính chúc quý vị cùng gia quyến luôn được bình an, hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa. Dear Father, Sister, Brothers, Friends and Family, in this time of the great sorrow following the passing our beloved Father, Mr. Joseph Trần Văn Phong, we have been deeply touched by outpouring of support, prayer, and condolences from everyone. We would like to express from our heartfelt gratitude to the priest, deacon, and sister for their prayer and for conducting the funeral mass for our father. We are also immensely grateful to all the friends, relatives, neighbors who offer their condolences attending the service, send flowers, supporting us in the various ways during this difficult time. Your presence, prayer, and kind words has been tremendous doubt for our family, helping us navigate through the periods of grief. We deeply appreciate the love and care shown to our father and our family. In our moment of grief, if there are any oversight or shortcoming on our part, we kindly, humbly ask for your understanding and forgiveness. Once again, we sincerely thank you and wish you and your family peace, hope, happiness in Christ's loving embrace. Our family, please stand up.
please bow? Can you turn around? Bow. Can you turn on the right side? Bow. Thank you.